Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay, thì nếu tôi nói câu này, các bác có thể nhìn trên này. Một chuyên gia thành thạo trong công việc, cho dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa, còn 10 lần quý hơn đảng viên Đảng Cộng sản. Hoành hoa. Có đúng không ạ? Các bác có thấy đúng không ạ? Một chuyên gia thành thạo trong công việc, dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa, còn 10 lần quý hơn đảng viên Cộng sản. Hoành hoa. Đấy. Chúng ta thấy rất nhiều người nói thì rất hay, là đảng viên, nhưng mà làm thì thôi rồi. Tôi lấy ví dụ như một người làm về văn hóa chẳng hạn. Thế nhưng mà làm được cái gì đâu. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là 350.000 tỷ vân vân gì đó để mà chấn hưng văn hóa. Thế nhưng mà làm thì thế nào? Đến mức độ người ta hỏi rằng là chi cho cái gì, tiêu cho cái gì, hiệu quả đạt được những cái gì, kết quả từng thời kỳ thế nào, thì rất khó để có thể rằng là nói. Rồi tiền từ đâu ra, không trả lời được. Mấy lần trình lên trình xuống rồi lại bị trả về, mà con số nó đâu có nhỏ, lên tới hàng trăm ngàn tỷ, tức là nhiều tỷ đô la Mỹ để mang danh là chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Tuy nhiên các bác nhìn thấy đấy, đó, anh đi đứng nhầm thảm, đọc thơ thì nhầm tác giả, lẫn lộn lung tung cả, hơi một tí là hoa hậu, gọi là nhiều hơn quân nguyên. Bao nhiêu cuộc hoa hậu, cứ ra ngõ là gặp hoa hậu. Bây giờ hoa hậu thành cái danh xưng mà trước đây chúng ta thấy là đẹp đẽ lắm, tuyệt vời lắm, kể hình thức, nhân cách. Bây giờ nhìn đậu thấy hoa hậu, không biết là hoa hậu này là hoa hậu gì. Tầm thường hóa cái việc này đi. Thế rồi chúng ta thấy nhiều cái vấn đề nữa về văn hóa nữa. Du lịch thì chán, thể thao Olympic thì không có đến một huy chương nào. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta gọi rằng là nói và làm nó khác nhau. Đấy, cho nên mới có câu nói rằng là một chuyên gia thành thạo trong công việc, dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa, còn 10 lần quý hơn một đảng viên Cộng sản hoành hoa. Và những người này thì hơi một tí nữa là chụp mũ tôi là phản động, chụp mũ tôi là chống phá. Các bác thấy không? Yêu cầu cơ quan chức năng là xử lý. Thường những con người mà không làm được việc mới hay có cái văn bản kiểu như thế. Chúng ta thấy rất nhiều những người hiện nay đã bị xuống chức, đã bị kỷ luật và thậm chí bị đi tù, hay có cái kiểu như vậy. Tức là chụp mũ người ta rồi yêu cầu cơ quan chức năng đi xử lý vân vân. Thế nhưng mà khi nói một câu như này thì khéo anh cờ đỏ và bảo là thằng Hoàng Dôn là phản động. Một chuyên gia thành thạo trong công việc, dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa, còn 10 lần quý hơn của đảng viên Cộng sản hoành hoa. Khối anh bảo rằng là tôi rằng là phản động. Thế cho nên tôi mới nói với anh cờ đỏ là muốn làm cái gì thì phải hiểu kỹ việc mình đang làm. Yêu nước phải yêu cho đúng, bảo vệ đảng thì bảo vệ cho đúng. Có những anh hoành hoang lên thế này, cờ đỏ bảo vệ, xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng, rồi chống các thế lực thù địch phản động. Nhưng mà nền tảng tư tưởng anh không nắm. Đó. Thế anh bảo vệ cái gì? Suốt ngày đi chửi với nhau, đánh nhau, chụp mũ nhau. Cái câu này tôi xin trả lời với các anh chị đấy thẳng một câu này. Nhưng ai định vào đây để chụp mũ tôi là phản động? Thì đây là câu nói của lãnh tụ Cộng sản Lenin. Câu này là của lãnh tụ Cộng sản Lenin ấy. Và được bác Trọng của chúng ta trích dẫn vào trong cái bài viết, trong cái bài báo Nói và Làm, được đưa vào tháng 4 năm 1977. Năm đó bác 33 tuổi thôi. Và bác đã viết cái bài viết rất hay trên tạp chí Cộng sản, là bài viết Nói và Làm, với cái bút danh là Người Xây Dựng. Bác có mấy bút danh, trong đó có Người Xây Dựng này, rồi là Trọng Nghĩa này. Đó. Và bác ấy nói, bác trích dẫn câu của Lenin ở đây, một chuyên gia thành thạo với công việc, cho dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa, còn 10 lần quý hơn đảng viên Cộng sản hoành hoa.
và bác chỉ rất rõ đảng viên nào cần hay không. Bác đã có lần bác ấy nói rằng là có cho không tôi, chúng ta không cần, những đảng viên mà cho không chúng ta cũng không cần. Và đó là trong cái bài viết nói và làm của bác Trọng. Tôi xin trích dẫn cho các bác ngay đây, không là cứ bảo là tôi nói phép, bắt đầu là chụp mũ đó. Đây, trên tạp chí Cộng sản trong hồ sơ sự kiện thì bút danh của bác là người xây dựng tạp chí Cộng sản 64 năm 1977. Và bác đã nói thế này: tục ngữ ta có câu ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, nhưng mà làm như mèo vừa, để ám chỉ và phê phán những người hay ăn giỏi, nói hay nhưng làm cái gì thì cũng rất dở. Giờ đây trong chúng ta có những người không gương mẫu trong hành động thực tế, lời nói thì không đi đôi với việc làm. Đó. Và bác nói thế. Đó. Và đây có rất nhiều những cái câu nó làm như thế này: đối với người cách mạng thì lời nói còn là vũ khí chiến đấu sắc bén, là một lực lượng vật chất rất lợi hại. Một lời nói khôn ngoan có khi đánh lui được cả chục nghìn quân giặc. Một lời kêu gọi thống thiết có thể làm bùng lên khí thế ngút trời của quần chúng nhân dân. Nhưng dù sao thì lời nói cũng chỉ tác dụng mạnh mẽ một khi nó được quán triệt bằng hành động thực tế, bằng việc làm cụ thể của con người. Lý luận chỉ trở thành lực lượng vật chất khi nó được thâm nhập với quần chúng. Chính vì thế mà cuộc sống nghiêm khắc đòi hỏi bên cạnh lời nói, con người ta còn phải làm việc nữa. Và chỉ có làm việc thật sự, làm việc hết sức cẩn mẫn, siêng năng và không ngừng sáng tạo thì mới có thể sản xuất ra được lúa gạo, ngô khoai, vải vóc, các của cải vật chất nuôi sống con người. Đúng không? Và đây bác nói rất kỹ, rất rõ. Các bác thì đọc cái bài này ở trên trang hồ sơ sự kiện .tapchicongsan.org để các bác thấy tất cả những cái thứ ở đây bác đều nói rất là rõ, rất là cụ thể, kể cả như thế này. Và chăng thì ngay trong công tác tuyên truyền, người cán bộ đảng viên muốn tuyên truyền tốt thì chính mình phải làm gương mẫu trước quần chúng. Tuyên truyền giáo dục quần chúng không chỉ bằng lý thuyết chung chung, những khẩu hiệu trừu tượng, những lời nói khô khan, không có linh hồn, mà chính là phải bằng những hành động thực tế, bằng khả năng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ thực tế, bằng sự gương mẫu đến mực thước của chính bản thân và những người cán bộ đảng viên. Và chỉ có bằng những làm việc thực tế, những hành động gương mẫu của mình thì mới làm được. Và bác ví dụ như Hồ Chủ tịch của chúng ta là một tấm gương như vậy. Đó. Tất cả những câu nói của người ngoài sức thuyết phục về tính khoa học, tính cách mạng, tính luân lý, còn có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ bởi chính bản thân những việc làm gương mẫu của người. Đó. Ví dụ như trong cái việc mà 10 ngày nhịn ăn một bữa đấy, để lấy gạo cứu dân đấy, người ta thì ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà muốn phải cho đúng thời đúng hoàn cảnh, lúc nhân dân ta còn thiếu thốn, mà một người nào đó muốn ăn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp thì như vậy là không có đạo đức. Đó. Rất nhiều những câu nói ở đây bác đều nói và chỉ cho chúng ta thấy rằng là đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy nhé. Và là bác đã nói rất kỹ và rất rõ đó. Và đây bác nói rằng là như thế này, vì vậy như này, bác nói như này, trích dẫn là Lenin này đó. Bác nói rằng là với sự nghiệp cách mạng không thể quan niệm một cán bộ đảng viên tốt mà chỉ nói mà không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo. Loại đảng viên này thì có cũng như không, đó là loại đảng viên hữu danh vô thực. Lenin nói, những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Chúng ta cần có những đảng viên mới, không phải để làm quảng cáo mà để làm việc thật sự. Và người đã phê phán rất nghiêm khắc những cán bộ đảng viên, và xin thưa với các bác rằng là chỉ nói và không đi đôi với việc làm. Và Lenin cũng nói như sau: theo Lenin thì một chuyên gia thành thạo cho công việc thì dù là chuyên gia tư sản đi chăng nữa thì còn 10 lần quý hơn đảng viên cộng sản hoang hoang không chịu bắt tay vào công việc thực tế. Và người luôn nhắc nhở lấy này: hãy bớt đi những lời hoa mỹ đi, hãy làm thêm công việc giản dị thường ngày đi, hãy quan tâm thêm chút nữa đi để bút lúa mì và bút than. Đó là câu chuyện. Cho nên là đừng có đổ lỗi cho tôi. Cho nên mà khi tôi bảo rằng là một chuyên gia thành thạo trong công việc dù là tư sản thì chẳng nữa thì còn hơn một đảng viên cộng sản. Và đó là cái câu nói mà tôi nghĩ rằng là các đảng viên phải thấm nhuần cái câu nói này của Lenin, của bác Hồ, của bác Trọng, để mà tự mình phải làm việc thay vì cứ suốt ngày là chấn hưng nọ chấn hưng kia
thì người ta cần cái gương mẫu nêu gương, đừng có đọc thơ sai nữa, đừng có đứng như thảm nữa, đừng có ăn cắp ăn trộm của dân nữa, vân vân gì đấy, tất cả thứ đó người ta cần mới tạo nên một xã hội tốt được. Người ta cần cái nêu gương chứ không cần cái nói. Và đảng viên không phải để quảng cáo, đúng không? Mà cần bắt tay công việc thực tế để mà làm. Và người dân tin lắm, làm được cái gì người dân biết ngay. Cảm ơn các bác rất nhiều.